Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc đèn học bài từ Formic và cái hộp mì tôm này nhé. Các bạn đang đi học thì cũng biết bây giờ chuẩn bị đến kỳ thi học kỳ 1 rồi, nên mình làm chiếc đèn này để mình có thể học bài vào ban đêm nhé, cho có đủ ánh sáng. Và nếu bị mất điện thì vẫn có đèn để học nhé. Còn các bạn đừng có hỏi tại sao mình làm nhiều đèn học, đơn giản là mình chăm học thôi các bạn. Mình sẽ cần chuẩn bị là một cái bóng LED siêu sáng 3W, 2 viên pin 18650, công tắc và rắc sạc, phần đáy của cái lọ sơn xịt, một cái cốc mì tôm, cái này là cái cốc bằng giấy thôi, mình sử dụng là cốc mì khoai tây Omachi, một thanh nhôm và một tấm Formic. Formic này mình chưa dùng bao giờ nhưng mà thấy nhiều anh em dùng có vẻ hay hay thì mình cũng mua về dùng thử. Mình mua tấm này bên mua linh kiện.vn chỉ mười mấy nghìn thôi. Tấm này là khổ A4. Nếu các bạn muốn mua thì mình có để link dưới phần mô tả, các bạn có thể vào đấy để mua nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm các bạn ạ. Đầu tiên thì mình sẽ gắn bóng LED lên cái phần đáy của chai sơn này. Phần đáy của chai sơn này có tác dụng như một cái chóa đèn các bạn nhé. Mình sẽ bôi một chút keo tản nhiệt vào cái mặt lưng của bóng LED để nó tản nhiệt vào cái phần đáy của chai sơn này luôn nhé. Bởi vì cái đáy của chai sơn nó bằng kim loại, sẽ giúp tản nhiệt cho cái bóng LED được tốt hơn. Tiếp theo thì mình sẽ hàn dây vào cái bóng đèn này. Sau đó mình sẽ gắn cái phần đèn này vào trong cái hộp mì tôm này nhé. Nhưng mà trước tiên mình sẽ dùi hai lỗ xuyên lên như thế này để mình gắn cái que nhôm vào cái hộp mì tôm này các bạn ạ. Mình sẽ dùi thêm một lỗ để mình luồn cái đoạn dây điện này ra các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ gắn phần pha đèn vào trong này nhé. Sau khi làm phần pha đèn xong thì mình sẽ làm tiếp đến là phần chân đèn và pin. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn những miếng Formic này thành cái chân đèn nhá. Nó sẽ là một cái hình hộp chữ nhật các bạn ạ. Hai miếng này là hai miếng mình để phía trước và phía sau. Thì miếng phía trước mình sẽ khoét lỗ để gắn công tắc và miếng phía sau mình sẽ khoét lỗ để gắn rắc sạc nhá. Về phần hai quả pin này thì mình sẽ mắc song song với nhau các bạn nhé.
hai cái dây của giắc sạc này thì mình sẽ nối song song với hai dây của pin các bạn nhé. Phần dây dương này thì mình sẽ hàn vào một chân của công tắc nhé. Tiếp theo mình sẽ gắn cái thanh nhôm này vào cái miếng mặt sau của cái chân đèn này nhé. Về phần dây nối từ bóng đèn xuống này thì cực dương mình sẽ nối tiếp qua con trở 10 ohm và nối vào cái chân còn lại của công tắc. Còn cực âm thì nối chung vào dây âm của pin và dây âm của giắc sạc này nhé. Như vậy là mình đã làm xong rồi các bạn ạ. Đấy, nhìn cũng khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ test thử nhá. Để sạc cho chiếc đèn này thì mình sẽ sử dụng cục sạc đèn pin 4,2V bình thường thôi. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành chiếc đèn học này rồi các bạn ạ. Rất là sáng và nhìn cũng khá là đẹp. Rất là tiện lợi cho các bạn học bài ban đêm và những khi mất điện nhé. Ok, nếu các bạn xem video thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.